shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín, chất lượng. Và bây giờ mình sẽ quay thử coi cái vòng quay kim cương trong đây nó sẽ như thế nào nha. Chỉ với 20.000 thôi, và chỉ với 20.000 chúng ta sẽ được 1.836 kim cương luôn. Ui quá đã các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn coi nha. Ui và được 846 kim cương các bạn ơi. Vì thế là shop mình á nó cũng rất là cao luôn. Để mình quay lại một lần nữa coi. Và lần này thì chúc bạn may mắn lần sau rồi. Chỉ với 3 lần quay thôi và mình đã được 2 lần nổ hũ kim cương và 1 lần chúc bạn may mắn lần sau rồi. Thì chúc các bạn may mắn nha. Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì hiện tại á, mình vừa khai trương cái shop FuryGaming.com đó. Nó có ưu đãi là tặng thêm 10.000 cho 100 bạn tham gia nhanh nhất nha. Đó. Thì cái shop đó các bạn có thể vào mua acc Free Fire, acc Liên Quân cũng như là tham gia các cái vòng quay kim cương may mắn nha các bạn ơi. À. Rồi thì trong tập ngày hôm nay á, chúng ta sẽ tiến hành đi làm về cái em Gget 100% nha các bạn ơi. Đó. Thì cái em này á đã được cập nhật khá là lâu rồi. Từ phiên bản 7.3.1 nhưng mà mình chưa có đụng vào. Đó, tập ngày hôm nay á mình sẽ tiến hành làm về nó thử xem sao nha các bạn ơi. Ngoài ra chắc trong tập này mình cũng sẽ đi triệu hồi một em Legendary luôn nha các bạn ơi. Có thể là Dienga, Palkia hoặc là Giratina gì đó nha. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành đi tạo một vài thứ nha các bạn ơi. Đó. Thì đầu tiên á chúng ta sẽ còn chế tạo một cái reassembly unit này nha các bạn ơi. Với công thức chế tạo rất là đơn giản luôn. Nó còn một cái moonstone hả? Moonstone thì chúng ta có thể mua từ shopkeeper nè, cũng có thể ráp từ những cái moonstone sát lại nữa nè. Ồ, xịn sò với chưởng ạ. Còn thêm hai cái last pen, hai cái emerald và ba cái Ultra Deep Sea Crystal nè. Một cái PC nữa chứ. Ui hên quá. Bữa trước đi vào thế giới Ultra mình đã có lấy mấy cái Ultra Deep Sea Crystal về rồi nè các bạn ơi. Chúng ta sẽ còn thêm Emerald nữa hả? Emerald mình có để trong đây thì phải. Hai cục Emerald. Đây. Trời ơi. Mấy cái này là đồ nhà trồng được hết các bạn à. Rất là xịn sò luôn. Đây Moonstone của mình nè. Còn cái gì nữa vậy? Hai cái Last Pen. Hai cái tấm kiến. Ồ đây nè, tấm kiến luôn và một cái PC. Hình như ngoài này mình có dư một cái PC thì phải. Đó. À, đâu rồi? Anh nó tự thu về trong đây luôn các bạn ơi. Làm tôi bị hớ. Đây và đây là reassembly unit. Ok. Tiếp theo đó chúng ta sẽ còn chế tạo những cái Gget Q nha các bạn ơi. Đó, với công thức như thế này đây. Nó vẫn cần Ultra Deep Sea Crystal. Ui, Emerald 4 cái luôn và một cái Sunton nữa chứ. Hên quá, mình đã có đầy đủ hết các bạn à. Ui, có vẻ như là mình thiếu sinh tôn thì vậy. Không có đầy đủ như mình nghĩ. Ôi, ôi, xong tôi rồi. Đây, Victor, 4 cái nè. 4 cục Emerald nữa. Emerald trong đây mình có mà. Ok. Và chế tạo cái Cube này luôn nha các bạn ơi. Thì với cái GX Cube này, các bạn có thể đi thu thập những cái Shell và những cái Core. Core là những cái nhân đó các bạn ơi. Còn Shell là mấy cái mảnh thôi. Đó. Nói chung là thu thập đủ 5 cái kho á thì các bạn có thể dùng để mà học chiêu cho Gget đó. Với tương đương 5 chiêu đó các bạn ơi. Còn 100 cái cell này á, tức là 100% của Gget đó. À, vì mình chơi ở phiên bản trước, tới bây giờ nó vẫn chưa hết cái season á, nên là mình đã có Gget sẵn rồi. Đây các bạn ơi, Gget của mình nè. Đây là Gget 50% nha. Ồ, rất là xịn luôn nha. Và nó đã đạt được cấp 100 rồi nè. Wow. Thì từ cái phiên bản cập nhật mới á, nó có thêm được Gget 10% cũng như là Gget 100% luôn đó các bạn ơi, rất là đã luôn. Bây giờ thì mình sẽ đặt một cái reassembly unit ở chỗ này quá. Đây, ui, nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nó nè, wow, xịn sò vãi chưởng ạ. Wow, nó có được 3 màu luôn. Ui, màu đỏ, màu xanh lá cũng như là màu xanh da trời luôn. Đây mình sẽ click chuột phải bằng cái Gget Keep này vào nha các bạn ơi. Wow, khi bấm vào nó sẽ có 3 thứ luôn các bạn ơi. Assembly nè, Assembly with Gget cũng như là Reparation. Đó, Assembly này á là khi các bạn chưa có Gget thì các bạn có thể bấm vô cái này. Assembly with Gget này á thì dành cho các bạn đã có sẵn Gget rồi. Và Separation là tách ra thì phải. Đó các bạn thấy không? Đang tách Gget ra. Và chúng ta đã được một kho rồi nè và 50 cell nha các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ xem like lại các bạn ơi.
Đó, và chúng ta sẽ xem like thành ZX50% nha. Ôi, đây rồi các bạn à. À, và đây là em ZX mới. Chết rồi, tôi chơi ngu rồi. Trời ơi. Đây ZX kích thước small các bạn à. Ôi, bị ngu người rồi. Mất hết level của ZX của tôi. Còn level 30 nè. Và các chiêu nó cũng rất là cùi bắp luôn. Trời ơi, chơi ngu quá vậy. Làm lại phát nữa các bạn ơi, Separation nè. Làm phát nữa được không? Ây da, cái con này. Chỗ người ta đang làm công chuyện. Con biết đồ này. Dứt nó luôn các bạn ơi. Cho nó thành chim nướng nó mới sợ. Rồi chúng ta lại xem like cái đi. Coi thử nó ra cái con nào nữa. Đây, lại ra một cái con ZX khác nè các bạn ơi. À, lần này ra kích thước chuẩn và cộng speed. Ui. À, vậy thì chúng ta có thể có được ZX kích thước bự luôn đó các bạn à. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi thu thập mấy cái core cũng như là mấy cái cell của ZX nha các bạn ơi. Bây giờ để mình separation nó đi. Đó. Cho nó vô trong cái cube này đi các bạn ơi. Rồi. Thế là mình đã có được 50 cái cell cũng như là một cái core. Bây giờ mình sẽ đi thu thập cho đủ cái đã. Để mình lấy cái em Celestia của mình ra cái đã. Trời ơi, để đâu mất tiêu rồi. Celestia. Đây các bạn à. Vì sao các bạn lại cần phải chế tạo cái ZX Cube? Cái này nó rất là quan trọng luôn nha các bạn ơi. Các bạn cần phải chế tạo được cái này nè thì những cái ZX Core và ZX Cell nó sẽ spawn xung quanh các bạn nha. Đó. Bây giờ chúng ta lại phải tinh mắt nữa rồi. Nhưng mà chắc mình sẽ đi qua những cái vùng mới đó thì tụi nó mới spawn lận. Ok. Để mình ngủ một phát đi cho trời nó sáng cái đã. À quên. Để mình check spawn legendary cái đã. Ôi một phút nữa các bạn ơi. Tối như vậy thì có con gì ta? Ôi mình cũng không biết luôn. Chắc nên ngủ phát đi. Ngủ một giấc rồi đi bắt ZX coi các bạn à. À. Bây giờ mình sẽ còn đi qua một chỗ nào đó thật là mới mẻ đó các bạn ơi. Cái con này ăn rồi tới thách đấu tôi hoài à. Đốt mày luôn nè. Dảnh củ tỏi nữa rồi các bạn ơi. Để mình kiếm coi chỗ nào mình chưa đi ha. Ở đây có một cái God Tower nè. Đó. Ở phía dưới cái God Tower và cái Swampland M3 này thì mình chưa đi. Ok, mình sẽ đi qua những cái địa điểm đó nha các bạn ơi. Swampland M3 nè. Mình đi theo hướng nào ta? Mình đi theo hướng ở phía dưới đây nè. Đó. Hy vọng là mình sẽ gặp được ZX Core cũng như là ZX Cell nha các bạn ơi. Ok, để mình tắt mấy cái Pokeloot nè. Wumhoo cũng như là Shrine đi. Lên đường nào anh em ơi. Mình hơi lắc vải chưởng hả? Ok, bây giờ chúng ta còn phải thật là tinh mắt nha các bạn ơi. Bọn này nó xuất hiện tùm lum tà la hết á. Ồ, chỗ nào nó cũng có xuất hiện được hết á. Bên đây có một con Scatterbug Shiny nè. Mình mới vừa bắt nó trong tập trước thì phải. À, có một em Pokemon của Gen 8 nữa. Đây là Eplin nè. Nhìn rất là lạ luôn. Wow, Pokemon trong đây cũng khá là nhiều đó. Hấp dẫn rồi đó. Chúng ta cố gắng để ý cho kỹ nha các bạn ơi. Hình như mấy cái cell, mấy cái core đó nó cũng xuất hiện ở trên cây đó thì phải. Đi vòng vòng coi thử coi có gì hot không nè. Ồ đây rồi các bạn ơi. Ồ chúng ta gặp được một cái cell thì phải. Ôi vãi chưởng ạ. Mình đang nhìn mấy con chim trên trời coi thử có hy vọng nào không. Ai ngờ gặp được luôn nè. Đây một cái cell. Ồ chúng ta đã được 51 cái cell rồi nè. Wow. Ta nói nó cực gì đâu đó các bạn thấy chưa? Rất là khổ luôn. Ôi ôi. Mình sẽ để ý kỹ ở trên những cái cây nè. Cũng như là những cái gỗ nha. Những cái thân cây nè, những cái lá cũng như là ở trên mấy cái red block đó các bạn. Nó đều xuất hiện hết nha. Ui bọn này nó ghê quá. Ôi đã đời mới thấy được một cái cell đó. Mừng vãi chưởng hả? Để mình tìm qua đây thử còn cái nào nữa không ta? Ôi cứ nhìn cho kỹ các bạn ơi. Có một con Scorbet nè và Eplin. Toàn là Pokemon Gen 8 thôi. Đã qua Gen 8 rồi mà với bên Gen 7 mình còn chưa đủ nữa. Trời ơi. Sắp kết thúc series rồi mà cái bọn này nó không cho mình kết thúc các bạn ơi. Lại ra Gen 8 nữa nè. Cây cú thiệt sự. Ôi đi tìm tiếp thôi nè. Ôi hên vãi chưởng ạ.
Nói chung thì nó vẫn ra, nhưng mà cái tỷ lệ nó sẽ rất là hiếm thôi bạn ơi. Có trái berry gì lạ quá vậy? Đây là Iababa berry. Cố tìm thử coi bên đây nó có cái Seagate kho hay là sale nào nữa nha các bạn ơi. Ôi, nó khó thiệt sự luôn á. Ở đây các bạn ơi, thêm một cái nữa nè. Wow, hên vãi chưởng ạ. Thế chúng ta đã được 52 cái sale rồi. Ở đâu rồi? Đây nè, 52 cái sale. Wow, bạn thấy chưa, cái tỷ lệ xuất hiện của mấy cái sale cũng như là mấy cái kho nó rất là khó luôn. Cái sale đã khó như vậy rồi, cái kho còn khó hơn nữa đó các bạn à. Ta cố tìm một xíu nữa coi. Ui, cũng hên đó. Nãy giờ thì mình có đi tìm những cái sale và kho nhưng mà chưa thấy gì cả. Chắc mình sẽ thách đấu với cái chú cảnh sát này quá. Đây, chú cảnh sát này cấp 86 các bạn ơi. Có cái con Grand Bull nè. Ui, đây là loài chó dữ thì phải. Ngẫm cứ tỏi nó rồi. Chúng ta gặp Howdum nè. Xài Solar Beam, cấu được của nó nửa máu nữa các bạn ơi. Để mình xài lại Leaf Storm thử coi. Ui, xài Leaf Storm không có thành công rồi. Ây da, kèo này sai một phát nữa vẫn chưa chịu chết. Ui, ngậm luôn cái em xây minh rồi. Extra Sensory nè. Quên mất, cái con Howdum này nó có hệ bóng tối nên là UC không có gây sát thương được. Chuyển qua Celesteela để mà giết nó luôn nha các bạn ơi. Celesteela Flash Cannon. Ui chà, nó cũng mang hệ lửa nữa nhưng mà ngậm cứu tỏi rồi. Để mình bộ cái heal cái đã các bạn à. Bộ cái heal nè, chúng ta sẽ check spawn Legendary. Còn 1 phút nữa là sẽ có Legendary xuất hiện nữa các bạn ơi. Cơ hội là 30%. Chắc mình sẽ đi qua cái vùng Mushroom Island quá để mà kiếm cái Magina nha các bạn ơi. Hy vọng trong 1 phút này á, nó có thể xuất hiện được các bạn à. Đây chính là cái vùng đảo nấm nè. Nhìn rất là đã luôn các bạn ơi. Đó, đây là những cái loại đất phì nhiêu nè. Ôi, chúng ta lượm được 3 cái cục clay ở đâu vậy? Đặt ở đây đại đi. Rồi, cố gắng đi vào cái đảo nấm này coi. Biết đâu Magina sẽ xuất hiện các bạn ơi. Magina sẽ xuất hiện tại vùng đảo nấm vào buổi sáng nha các bạn ơi. Ok. Và đây có em Mo luôn nè. Để mình dứt ẻm luôn nha. Ôi, và Magina xuất hiện thiệt sự luôn nè các bạn. Ngon lành chứ kìa. Ôi, và nó cầm trên tay một cái đóa hoa hả? Rất là đã luôn các bạn ơi. Một đống hoa luôn chứ không phải là một đóa nữa. Mình sẽ lấy scissor ra nè để mà form whip nó nữa chứ. Ok, quá ngon lành luôn đó các bạn ơi. Đây chính là Magina của chúng ta. Whip bon một phát nha các bạn. Em này thì mới cấp 50 thôi. Cái con này với lại con Volcanion á là một đôi đó các bạn à. Rất là hấp dẫn luôn. Ôi, nó cầm một đống hoa luôn các bạn à. Nhìn nó kìa. Trời ơi, dễ thương vãi chưởng hả? Và hình như cái con Magina này là người máy thì phải. Phone sweep nó hơi bị ít máu đó các bạn ơi. Và hiện tại nó đã còn một máu rồi nè. Giờ mình sẽ đổi qua Venusaur để mà ru ngủ nó nha các bạn ơi. Đây, ru ngủ nó thôi. Nó bút cái gì đó anh em à. Ôi, chết rồi, cái con Venusaur này á, mình không có cái sleep powder rồi. Thôi kệ, bắt nó luôn bằng Summer Bond vậy. Trời ơi, lấy nhầm cái con Venusaur rồi. Mình lại quên, chưa có học chiêu chuẩn cho Venusaur này nữa. Tiếp tục là Summer Bond nè. Ui, nó lâu lâu rồi. Ui, nhưng mà không thành công. Nhìn cái quả bóng nó lâu vậy thôi chứ không có dễ dàng mà thu phục đâu các bạn à. Lại thêm một quả Summer Bond nữa nè. Mình sẽ cố thu phục luôn cái Magina này trong tập ngày hôm nay luôn nha. Nhìn em này đẹp thiệt sự đó anh em à. Summer Bond tiếp tục đi. Có vẻ như là nó đánh Venusaur của mình không có xi nhê cho lắm. Ngon lành. Và những cái quả cầu của mình á, nó cũng không có tác dụng vào nó cho lắm luôn anh em à. Trời ơi, cái gì vậy ta? Thêm một quả Ultra Ball thử coi. Ui, mình bắt nãy giờ đến tối luôn rồi đó các bạn ơi. Cái con Magina này xuất hiện vào lúc sáng sớm, nhưng mà bây giờ là lúc tối luôn rồi mà mình vẫn chưa bắt xong nè. Công nhận nó khó bắt thiệt sự luôn đó. Rồi, lần này chúng ta sẽ tiếp tục dùng lớp bon thử coi. Để nói chung là mình sẽ xài những cái quả cầu lạ lạ đi. Ui, không được luôn kìa. Chắc mình sẽ quăng thêm một quả lớp bon nữa nha các bạn ơi. Đó, coi lần này mày có chịu vô hay không nè. Ui, không được. Không thành công rồi. Nó lại boost cái gì đó.
Liên tục boot à? Thôi chỉ qua Summerbond vậy. Lớp bond không được thì tôi qua Summerbond thôi. Rồi Summerbond cũng không được luôn kìa. Con này nãy giờ nó tốn rất là nhiều Summerbond của mình luôn. Mình chỉ còn có 20 mấy quả luôn rồi. Ơ, và hình như trời nó cũng sắp sáng luôn rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, bắt cái con Magina này nguyên một ngày luôn đó. Khó kinh khủng luôn. Chúng ta sẽ thử thêm vài quả Summerbond nữa đi. Nếu không được á, mình sẽ dùng Masterbond nha. Yes, và chúng ta đã thu phục được em Magina rồi nha các bạn ơi. Sau bao nhiêu cực khổ thì cuối cùng mình cũng đã thu phục được em nó rồi nè. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó phá vỡ khá là nhiều quả cầu của mình luôn đó. Đây, mình sẽ chế tạo lại hai quả Ultra Ball cái đã. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy? Tôi mới bắt xong huyền thoại mà bọn này nó cứ phá không à. Ok, có một con boss sắp ai nhưng mà nó nằm ở dưới hang rồi, nên mình sẽ không có xuống mà đánh nó đâu nha các bạn ơi. Rồi, để chúng ta cùng kiểm tra coi Magina. À, không phải là ma này mà là ma này các bạn ơi. Đây, Magina. Em nó đây nè. Ui, rất là đẹp luôn. Em Magina này, ui, kích thước small nhưng mà trừ speed nữa. Ôi, khá là xui luôn các bạn ơi. Con này thì mang hệ thép cũng như là hệ tiên nha các bạn ơi. Cũng được thôi. Nhưng mà trừ speed là tôi không có khoái rồi đó. Nói chung là nó cũng được được anh em à. Ôi, nhìn nó nóng nhảy nè. Nhìn dễ cưng vãi chưởng ha. Cuối cùng, sau bao nhiêu cực khổ cũng bắt được em nó rồi đó. Trời ơi, ta nói nó khổ gì đâu đó. Để mình tìm thêm những cái Z-Gate Core cũng như là Z-Gate Shell nha các bạn à. Nãy giờ mới có thấy được hai cái thôi. Và mình không thấy được một cái Shell hay cái Core nào nữa. Trời ơi, cái gì mà khó vãi chưởng vậy? Quanh đây có không vậy ta? Đây 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 rồi các bạn ơi. Ôi mình lại thấy thêm một cái nữa rồi nè. Và chúng ta lại thêm một cái sale nữa rồi. Đây là cái sale thứ 53 của mình đó. Cực kỳ khó khăn luôn. Giờ mình sẽ lấy 3 viên ruby ra để mà tạo ra cái chuỗi ruby nha các bạn ơi. Đây rồi, đây chính là metric của mình. Và con này thì ôi, cái điểm happiness nó chưa đủ 255 các bạn ơi, nên là mình không có tạo được. Ok, vậy thì chúng ta sẽ phải cho nó ăn mấy trái berry này để mà cho nó tăng happiness lên nó nha. Rồi, cắt kéo cái con Snubbull đây nè. Đây rồi các bạn ơi, mình có rất là nhiều berry luôn. Đây là 6 loại berry có thể tăng điểm happiness cho tụi nó đó. Bao nhiêu rồi ta? 247 rồi, mình phải cho nó lên 255 mới được. Hình như là maximum rồi đó các bạn à. Metric của tôi đã maximum rồi nè. Con này có sẵn cấp 100 luôn. Rất là tuyệt vời anh em à. Ngon lành canh đao liền. Tiếp theo là Azil nha. Mình cũng sẽ cho nó lên maximum happiness luôn nha các bạn ơi. Ôi hình như là nó đã mát rồi đó. Tiếp theo là UC nè. Để mình coi thử coi. UC 238. Có vẻ như là ui chúng ta thiếu một điểm happiness nữa. Thiếu một điểm cho UC nữa. Chắc mình lại phải đi lấy berry tiếp thôi các bạn à. Đó, lại cho UC ăn nữa nè. Xui vậy. Đây, lấy thêm mấy trái berry nữa coi các bạn. Honeydew berry nè. Rồi, thế là UC đã maximum happiness rồi nha các bạn. Tiếp theo đó thì mình sẽ tiến hành. Khi mà đủ điều kiện rồi thì mình sẽ lết chục trái với mấy em này nha. Đó, xong rồi. Chúng ta đã có được cái viên ngọc ruby đầu tiên nè. Đây là viên ruby của cảm xúc đó. Tiếp theo là Azil nha. Ta là, đây là viên ruby của ý chí. Ồ, hai viên rồi nè. Và viên cuối cùng là của UC nha các bạn ơi. Lít chục trái vào nha. Đó, viên cuối cùng là viên ruby của trí tuệ. Rất là xịn sò luôn đó. Để đủ mấy cái điều kiện này á thì các bạn còn phải có max happiness của ba cái em này luôn, cũng như là level của nó phải là 60 nha các bạn. Ok, thì sau khi tạo được mấy cái viên ruby thì happiness nó đã bị giảm xuống còn 200 rồi nè. Em nào cũng vậy luôn, cũng nó bị giảm xuống hết rồi. Wow, nói chung cũng được anh em à. Bây giờ thì đi chế tạo mấy cái chuỗi ruby thôi. Đó, để mà chúng ta còn triệu hồi mấy cái em đón sáng tạo nữa đó. Đây 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 đây, tiến hành tạo chuỗi ruby thôi bạn ơi. Ghép ba cái viên này lại thì chúng ta sẽ có được một cái red gen nha.
đó chính là cái chuỗi đỏ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào trong và lựa viên ngọc để mà hồi sinh trong tập ngày hôm nay nha. Thì chắc tập ngày hôm nay mình sẽ chọn viên Adamant Orb, viên ngọc của Dianga nha các bạn ơi. Đó, mình rất là khói cái em Dianga luôn, mình khói từ lâu lắm rồi đó. Bây giờ thì đi qua cái vùng Tambay Onta thôi các bạn à. Đây, Tambay Onta gần mình nhất nè. Ồ, và đây chính là Tambay Onta nha. Ồ, cái đền của không gian và thời gian đó. Nhìn rất là xịn sò luôn nha các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ click chuột phải bằng cái red chain vào đây trước nha. Ôi, và nó cả có một cái vòng màu đỏ xuất hiện quanh đây rồi nè. Tiếp theo đó mình sẽ click chuột phải bằng cái viên Amadan Orb vào luôn nha các bạn. Wow, nhìn đẹp thiệt sự nha. Ta là... Ui, nghe tiếng kìa bạn ơi, rất là đã luôn. Và Dianga đang trồi lên rồi nè. Dianga đã được triệu hồi. Ơ, sao nó chút xíu vậy? Đang cái đèn Dianga mới rất là bự luôn đó. Trời đất ơi, thành game với chút xíu à. Mình sẽ bắt nó trước bằng Whip Ball nha. Nhưng mà không thành công rồi. Lúc nào cũng vậy. Vậy thì mình sẽ phone whip cho nó còn một máu đi. Rồi mình sẽ tính tiếp đó các bạn ơi. Nó đánh mình cũng không có xi nhê cho lắm. Em này thì cấp 70 hả? Cũng khá là xịn sò đó. Đây là vị thần của thời gian nha các bạn ơi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ phone whip cho nó còn một máu trước đi, rồi thu phục nó sau nha. Phone whip mày tiếp nữa nè. Người nói nó đánh mình không có đau, nhưng mà thực sự cũng khá là đau các bạn ơi. Tại vì nó cấu rỉ á, nó không có đánh một hit đau luôn, nhưng mà nó cấu từ từ, cũng khá là thốn đó. Rồi, thế là Dianga của chúng ta đã còn một máu rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chuyển qua Venusaur để mà ru ngủ nó nha các bạn ơi. Wow, nó boost 6 cho Venusaur luôn. Cái gì mà kinh khủng vậy? Ui, và chúng ta không có ru ngủ được rồi. Nó cho Venusaur của mình hẹo luôn. Để mình sẽ bắt nó luôn bằng Ultra Ball thử nha các bạn. Ném quả Ultra Ball thử bằng may nào. Không biết có trúng nó hay không này. Ôi, không có dính rồi các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ cho thêm một quả Ultra Ball tiếp luôn đi. Cho thêm quả thứ hai. Ủa, có cái ông nào ở đây vậy? Ủa, có cái NPC hay là người chơi vậy các bạn? Vãi, skin y chang super luôn. Là mình cứ liên tưởng tới sinh thanh niên đó anh em à. Thêm một quả Ultra Ball nữa nè. Đây là quả thứ ba nha. Hy vọng là bắt được. Ôi, nhưng không anh em ơi. Chắc mình sẽ chuyển qua cái loại bon khác đi. Mình sẽ đi qua cái quả Heavy Bon nha anh em. Đó. Đây là quả cầu dùng để bắt các Pokemon hạng nặng đó. Nói chung là con nặng càng nhiều thì bắt càng dễ đó. Ui, và chúng ta đã bắt được Dianga luôn rồi nè. Bằng Heavy Bon luôn. Oh yes. Và cuối cùng cũng đã xong được nhiệm vụ của tập ngày hôm nay rồi các bạn à. Và đây là Mu Tutor hả? Có cái chiêu nào xịn sò dành cho Dianga của tôi không? Hình như là không các bạn ơi. Mình đang tìm cái chiêu tiếng gầm của thời gian nhưng mà chả thấy đâu cả. Chúng ta sẽ lấy em Dianga ra để mà chiêm ngưỡng nha anh em ơi. Ok, xịn sò con bò liền. Tập ngày hôm nay quá đã luôn đó các bạn. Bộ cái hiệu cái nè. Chúng ta sẽ đi lấy Dianga ra nha. Mình sẽ cất mấy cái Pokemon này vô lại luôn đi. À, cất vô lại hết anh em ơi. Lấy UC, Azil và Mastrix ra anh em à. Thôi ôi, luyện cấp cho ba em này tiếp tục. Để mà các tập tiếp theo đó chúng ta sẽ tiến hành triệu hồi ra một cái em khác nữa nha. Đây, đây chính là Dianga. Ui, và hình như mình có để ý là cái em Dianga của mình á, nó có sẵn luôn cái viên Adamant Orb trong người luôn nè. Cái viên hồi nãy mình dùng để triệu hồi nữa đó. Nói chung cũng rất là xịn sò đó anh em à. Và đây chính là Legendary Dianga. Người ta kể rằng khi Dianga được sinh ra thì thời gian bắt đầu chuyển động đó các bạn ơi. Ồ, và đây chính là vị thần điều khiển thời gian nha. Rất là đã luôn đó. Wow. Nhưng mà mấy cái chân nó hơi bị ngắn anh em à. Mình sẽ kiểm tra coi con này thuộc hệ rồng cũng như là hệ thép. Chiêu thức của nó coi, nó có được Flash Cannon, Ancient Power Slash. Ơi, nhưng mà lại một con nữa trừ Speed nữa rồi. Tuy là kích thước rất là chuẩn luôn, nhưng mà lại trừ Speed. Tại sao mày lại trừ Speed chứ hả? Xui vẻ chưởng hả? Và em này mình có thể cởi được nha các bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng nó để làm thú cưỡi của mình luôn đó. Ồ, mình sẽ cố luyện cấp nó luôn.
Đây, rất là đã luôn các bạn à. Bianca, quỷ thần của thời gian. Và coi cặp mắt nó nè, nhìn rất là đã anh em à. Viên ngọc ở trước ngực nó nữa. Rồi, chắc mình nghĩ là video của mình tới đây là kết thúc rồi. Tập ngày hôm nay á, tuy rằng chúng ta không có thu thập đủ hết mấy cái kho và mấy cái sale của Seagate, nhưng mà mình cũng đã bắt được em Magina là một nè, và triệu hồi em Legendary Dienga rồi nha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên vào lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ ủng hộ shop Fury Gaming của mình nữa đó. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.